Chào các bạn, hiện nay thì tôi đang đứng ở bờ sông Nhật Lệ và bên cạnh là tượng đài Mẹ Suốt. Đây là một điểm du lịch mà các bạn có thể ghé thăm khi mà đến thành phố Đồng Hới. Đây, ở xa xa kia là cầu Nhật Lệ nối liền giữa Đồng Hới và xã Bảo Ninh. Bên kia là có khu Ocean Spa Resort, bạn có thể đi du lịch ở đó. Đây, còn ở xa kia là chợ Đồng Hới. Đó, bên kia là một số khách sạn. Đây, tượng đài Mẹ Suốt. Tôm giới thiệu các bạn đi, Tôm đi. Dép. À, mang dép đã. Rồi Tôm giới thiệu các bạn con gì đó. Con gì đây? Tôm ơi. Con rồng. Con rồng hả? Con rồng hay con Pikachu? Pikachu. À, Pikachu là con đó hả? À, con này con rồng hả? Rồi Tôm lại chụp hình với con rồng đi. Con rồng múa lân hả? Rồi, con ngồi đó để mẹ chụp đó. Rồi. Chụp với con múa lân hả? Gác cái chân lên. Gác cái chân này qua chân kia. Không, gác cái hai cái chân lên nhau á. Cái chân này gác lên đây nè. Gác lên cái chân này, gác lên chân này nè. Đúng rồi. Đẹp quá. Ba nhìn Tôm chụp hình đẹp không nè. Nhìn mặt mẹ chưa? Mẹ. Ơi. Chụp bóng này. Rồi xong rồi. Mình ra biển. Biển cát rất là đẹp. Sướng không? Ồ, sướng quá. Đây, cát rất là đẹp. Bay biển nắng rất đẹp, cát đẹp. Quá tuyệt vời.
Ôi, hôm nay tôm đi nghịch cát đầu năm mới. Rớt hết áo quần rồi. Rớt hết áo quần rồi. Tôm ơi, rớt hết áo quần rồi. Rớt hết áo quần rồi. Tại tôi đang ở bãi biển bên khu Bảo Ninh. Nắng rất đẹp. Đấy, ngày đầu năm đi ra biển. Quá tuyệt vời. Tôm ơi. Đây là con đường dọc bãi biển. Đây là khu bên Quảng Bình, khu Lăng Cả. Hiện tại là đang mùa lễ Tết nên thuyền đã neo đậu. What?